Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ 6 ngày 15 tháng 12, ngày thứ 660 của cuộc chiến. Vâng, ngày thứ 6 rồi, một ngày rực rỡ và huy hoàng nhất trong tuần của chúng ta. Ngày giữa tháng và là ngày thứ 660. Rất tròn trịa. Nhưng mà quan trọng nhất nó là ngày cuối tuần quý vị ạ. Chúc cuối tuần của quý vị thật vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Ngày hôm qua khi chúng tôi kết thúc chương trình uh, ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế bằng bản tin của uh, liên quan tới những câu trả lời của ông Putin. Và sau đó thì ở chiến trường của Nga họ thông báo về việc là kết thúc cái bài phát biểu của ông ấy với lại khá nhiều tên lửa Kim Gian. Và lần này thì chỉ có độc quyền Kim Gian thôi, chúng ta cũng không biết rằng họ bay vào đâu. Bay vào Kiev, rồi bay vào đặc biệt là cái sân bay Star Konstantinov ở tỉnh Clemency, rồi Odessa, rồi Mykolaev. Vâng, đấy là những uh, thông tin ban đầu. 1, 2, 3, 4, vâng, 4, 5. 5 mục tiêu. Mykolaev, vâng, Kirokrot nữa. Không biết là thiệt hại như thế nào. Nhiều người nói rằng là ở Kiev thì thêm hệ thống phòng không Patriot đã bị phá hủy còn ở sân bay sân bay Konstantinivka thì ở nơi đó có rất nhiều các cái tài sản liên quan tới uh, hàng không của Ukraine và lần này thì họ đang uh, chuẩn bị những việc gì đó rất là bí mật liên quan tới F-16 cho nên ngày hôm qua khả năng ở đây là cái đợt tấn công nhiều nhất Odessa, Nikolaev, Kyiv, thì chúng tôi chưa có tọa độ nhưng mà có vẻ là ngày hôm qua rất nhiều tên lửa gian đã từ rất lâu không có xuất kích tấn công vào lãnh thổ của Ukraine với việc kinh gian đắt đỏ tấn công trên quy mô khá lớn như thế này thì cho thấy rằng phía Nga cũng đã chính thức bắt đầu cái chiến dịch mùa đông của họ rồi. Ngoài ra thì vẫn có thêm những UAV tấn công vào khu vực cảng Odessa và cảng khu vực phía miền Tây, Rinne, Kilia, Reni, Izia, à, cái gì? Ismail. Rồi UAV nổ nhiều khu vực biên giới Sumi, tỉnh biên giới Sumi. Tên lửa tấn công vào hậu phương của Kherson và hậu phương của khu vực Zaporizhia. Còn hôm qua thì phòng không Ukraine họ nói rằng họ bắn chặn tỷ lệ 100% ở thủ đô Kiev. Vâng. Rõ ràng là Nga bắn rất nhiều nhưng mà cuối cùng chỉ có một thông tin bắn chặn 100% ở Kiev bởi vì ở Kiev chỉ có một quả tên Kinza nó bắn tới thôi và họ đã bắn chặn luôn. Và đến đây thì từ cái ngày 90% quân lực Nga bị tổn thất thì tôi thấy nó có một cái sự leo thang đúng không ạ một cái sự leo thang và một cái sự trắng trợn <laughs> vâng thôi ngày xưa mình gọi là nói dối trắng trợn này đúng không ạ nhưng bây giờ mình gọi là nói thật trắng trợn để cho nó đỡ mang tính chất đả kích vâng vậy thôi nha quý vị nha bỏ qua cái vấn đề này ngày hôm nay liên quan đến các vụ tấn công của nga chúng ta chỉ biết rằng là không biết thế nào đấy mấy ông bulgari đăng rumani đăng một cái hình ảnh hố bom to tướng Uh, họ nói rằng là một cái UAV Geran của Nga đã bay vào biên giới của Romania và phát nổ ở trong cái làng Grindu, 8 km cách xa cái giới tuyến và cái cảng Reni. Và ở đó thì có máy bay F16 và máy bay Eurofighter Typhoon uh, đỗ gần. Và chính quyền Romania nói rằng là đây không phải lần đầu tiên Nga đã tấn công vào uh, biên giới của Romania tuy nhiên thì trước đó NATO đã từng tuyên bố rằng là họ không coi cái vụ tấn công vào lãnh thổ Rumani bằng UAV của nga là tấn công vào liên minh NATO à, và tất nhiên thì hôm nay cũng sẽ có nhiều phiên làm việc giữa cơ quan hai nước để mà giải quyết các vấn đề liên quan tới bồi thường hay như thế nào đó xin lỗi xin liếc và Ukraine lại sống lại một cái cơ hội để mà nói cho Rumani biết rằng là đấy Người ta tấn công vào lãnh thổ của các ông và của NATO đấy, đúng không ạ? Vâng, và đây chúng ta có thêm bản đồ tấn công của Nga, thêm uh, những cái vụ tấn công uh, trong ngày hôm qua. Vâng, tiếng Nga đây. Như vậy là Odessa, Dnipro, uh, à xin lỗi, Zaporizhia, Dnipro, Kharkov, uh, Poltava, Kiev, Chekhivi, uh, vinista Ta Constantinople và Lviv cũng như là cái tỉnh gì mà góc Lviv. Người phát ngôn của cơ quan phòng không Ukraine, ông uh, Inak, ông nói rằng uh, là chúng tôi không muốn bình luận gì về cái đợt tấn công và hậu quả của các đợt tấn công, hãy để kẻ thù của chúng ta tự rút ra cái kết luận của bọn họ. Chúng ta không nên cung cấp cho họ thông tin. Vâng, ở đây thì đáng lưu ý quý vị để ý tới cái con số này. À, đó là cái con số liên quan tới cái số phút mà tên lửa Kinzhan của Nga có thể xuất kích ở cái khu vực phía tây nam của Moscow để tấn công. Như vậy là bay đến Odessa 4,5 phút và là VIP 5,4 phút, còn Kiev thì 3,2 phút và khắc cốp thì chỉ có 1,7 phút thôi. Cái tên lửa Kinzhan ấy quý vị ạ, thì thực tế nó là một cái phiên bản của không đối đất của tên lửa Iskander. À, một cái dòng tất nhiên là nó cái dòng chính lõi thì nó là cái đó nhưng mà cái biến thể của nó thì nó khác nhiều tốc độ nó cao hơn đặc biệt nó phóng từ trên không phóng từ trên không khi mic 31 mang theo tên lửa này đạt cái vận tốc tối đa nó sẽ tạo ra một cái động năng rất lớn để mà tạo cho cái tốc độ của tên lửa này nó bay rất nhanh ở cái giai đoạn đầu đúng không ạ đấy và nó sẽ giảm dần ở cái giai đoạn cuối tất nhiên là về cái mình mà chúng ta gọi là cái cái động năng thôi đúng không ạ còn về cái cơ năng về cái tốc độ À, đúng rồi cơ năng năng lượng của nó thì chúng ta không tính đến nhưng mà về cái động năng thì cái giai đoạn đầu nó rất nhanh rất mạnh thế nhưng mà về sau thì nó sẽ yếu dần đi đến những giai đoạn mà gần mục tiêu thì nó sẽ giảm nhẹ đi và đến cái giai đoạn gần đến cái lúc mà tiếp cận và mục tiêu ở mức chiến địa ấy, thì nó lại tăng tốc lên Thực tế thì về cái tên lửa Kinzhan này nói thật ra nó cũng là một cái sự bí ẩn bởi vì đó là một cái mà người Nga gọi là bảo bối. Mà bảo bối của họ thì tất nhiên là họ cũng che che đậy đậy. Còn về phía Ukraine thì tất nhiên là họ cũng sợ những tên lửa như vậy và họ cũng lấy những thông tin để họ cũng bừng bít đúng không ạ? Cho nên chúng ta không biết thực sự là... Cái sự nguy hiểm của cái tên lửa này nó đến đâu? Chúng ta chỉ biết rằng là cái nguy hiểm nhất của nó là khi nó phóng ở trên không thì cái động năng ban đầu của nó rất là cao dẫn tới nó làm cho cái hệ thống phòng không của địch sẽ có những cái bối rối khi đối mặt với nó về việc mà liên quan tới cảnh báo còi báo động rồi là bật cái chế độ phòng không theo dõi radar này nọ vân vân Đấy, chúng ta cứ hình dung như vậy còn chúng ta không biết là Putin có nhét cái gì vào cái đầu đạn đấy không để nó bay ngoằn ngoèo hay nó tăng tốc giai đoạn cuối hay như thế nào hay không đúng không ạ còn về cơ bản vật lý học mà chúng ta thấy nói thì nó đơn giản nó là như vậy như vậy thì rất nhiều đợt tấn công, nhưng mà phía Nga đã xác nhận được những đợt tấn công ở Odessa này, Nikolaev này, Kiev này, Klimensky và Dnepropetrovsk, đấy là những vụ phát nổ ở khu vực đó. Về khả năng phòng không thì bây giờ nhiều người trên thế giới người ta thừa nhận là Kiev là một trong thành phố được bảo vệ phòng không tốt nhất thế giới, đấy, tốt nhất ở mức độ dày đặc và hùng hậu, còn hiệu quả hay không thì chúng ta không biết. Chúng ta sẽ đến với mặt trận Khe Son. Như vậy là mặt trận Khe Son thì uh, quý vị cũng có thể hồi tưởng lại những cái thông tin của ông uh, Putin. Ông ấy đã nói về ngày hôm qua, đúng không ạ? Trong phiên bản đầy đủ của ông thì ông nói rằng là quân ta đã chọn cách để rút lui vào rừng. Đúng không ạ? Đấy, và đã không tìm mọi cách để mà phá hủy cái trận địa của họ ngay lập tức. Và đây là một trong những cái chỉ đạo trực tiếp của Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Nga là không việc gì phải vội vã đẩy quân địch ra khỏi Green Key. À, và chúng ta không vội vã gì để hủy diệt cái khu vực Green Key. Tuy nhiên thì chúng ta không tha thứ cho tất cả những loại tàu thuyền mà vượt từ bên kia bờ sông sang bên khu vực bên này. Và như vậy thì nó chỉ củng cố những thứ mà chúng ta đã từng nói đúng không ạ? Có nghĩa rằng là khu vực green key được Nga khá ưu tiên, có nghĩa rằng họ vẫn đánh bom, đánh pháo nhưng mà dường như nó vẫn tránh những cái điểm gì đó. Nhưng mà cái hoạt động mà chuyển quân sang thì phía Nga sẽ có thể nói rằng là sẽ tìm diệt bằng được. Rồi các hoạt động đổ bộ khang tương tự khác, giống green key ở những khu vực khác thì Nga cũng triệt tiêu đúng không ạ? là bằng mọi giá cho nên là chỉ có mỗi cái bên này là một cái nơi mà nga để cho ukraine có một cái điểm thôi nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng nga có vẻ hơi keo kiệt đúng không ạ cho người ta một cái điểm bé có một km thôi mà bắn vây xung quanh rồi là cứ thuyền bè mang nước uống sang cho anh em cũng bắn như thế thì cho sang thì cũng bằng như là không cho thà cắt đi để cho anh em nó không tiếp tục nó đốt quân ở đấy đúng không ạ và như vậy thì mọi việc gọi là 2 năm rõ 10 rồi, không còn gì phải nghi ngờ về cái, cái, cái đầu cầu kinh kỳ nữa. Nhưng mà chúng ta cũng không loại trừ những cái diễn biến tiếp theo, nó có thể nó có những cái bất ngờ. Ý tôi nói là diễn biến thôi, thế còn cái hậu quả thì, và những kết quả thì tôi nghĩ rằng là ở đấy Ukraine, cái điểm quan trọng họ không gây được bất ngờ cho phía Nga. À, còn họ có thể làm những cái việc tiếp theo, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng yếu tố bất ngờ là không có nữa rồi. Và yếu tố bất ngờ không có, nguồn lực thì yếu thì không có cái tính đe dọa nữa. Chúng ta đến với khu vực Zaporizhia với tổn thất rất là ít 45 binh sĩ trong ngày hôm qua. Ở đây thì chúng ta cũng có thể đi tới những cái thông tin của một người lính Ukraine họ nói như thế này. ái à, chà chà, Rabotine, kẻ thù lại tiếp tục tiến quân. Lần này bọn chúng tiến đến tận khu vực phía đông bắc của ngôi làng điều này có nghĩa rằng là cái điểm đầu cầu của chúng ta càng ngày càng bị thu hẹp. Tại thời điểm tôi đang nói chuyện thì nó chỉ còn khoảng 2,5 km ở sườn phía tây. ở vài điểm thì kẻ địch đã tiến gất sát tới làng Rabutine, thậm chí ở cánh phía tây cũng thế. Cho tới thời điểm này thì sườn phía đông còn khá thoải mái. bọn chúng có tiến được nhưng mà rất là tối thiểu. Tại thời điểm này thì tôi không nhìn thấy triển vọng cho quân Nga có thể lặp lại những nỗ lực của họ để bao vây thị trấn Rabotine của chúng ta, trong khi bọn chúng vẫn tiếp tục tiến về hướng Kupani, Novopropovka để đối mặt với quân ta ở cánh phía Tây Nam. Kẻ địch sẽ bị ép buộc để tấn công chúng ta mặt đối mặt. Tôi không biết cái triển vọng của nó như thế nào, nhưng chúng ta biết chắc là kẻ địch sẽ không bao giờ thèm đếm những tổn thất tình huống rất là xa à vâng tình huống còn lâu mới gọi là ổn định như là chỉ huy của chúng ta nói ở sườn phía đông Copani Mirene thì chắc chắn sẽ trở thành một cái vùng rất nguy hiểm theo cá nhân của tôi mọi thứ đang diễn tới một cái trận địa mini Adipka ở Rabutine vâng như vậy là ánh sáng le lói trong báo cáo của anh này có nghĩa là người nga không thèm đếm đếm xác đồng đội đúng không ạ quý vị để ý nhá, khi nào mà Ukraine có những cái thành tích đáng kể, ví dụ họ chiếm được đất ấy, thì họ không nói về phía nga tổn thất đâu. Thế nhưng mà khi nào mà họ tổn thất, và họ thua ấy, thì cả lãnh đạo lẫn quân đều nói về tổn thất của nga. Đấy. Nhưng mà họ thắng thì họ lại không nói. À, ở đây thì cái anh lính đấy, anh nói, cái anh phân tích như thế anh nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng là anh ấy sẽ mắc một cái sai lầm, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là anh ấy dự báo người nga sẽ tấn công mặt vỗ mặt, uh, Rabutinê. À, từ một hướng, à, nhưng mà tôi nghĩ rằng nga cũng không tấn công từ hai hướng. họ sẽ nếu họ tấn công thì họ sẽ tấn công ở phía trên, đúng không ạ? họ tấn công ở phía trên và họ tấn công ở các điểm phía dưới. chứ còn người nga bởi vì là họ là cái bên giữ quân cho nên không bao giờ họ tấn công vỗ mặt và những thứ nó không quá quan trọng. Rabutine bây giờ có cái ý nghĩa gì nữa đâu? À, cho nên là chúng ta sẽ thấy những tam giác tấn công của nga trong trường hợp mà họ muốn lấy lại để cho nó đỡ buồn thì họ sẽ làm ba cái tam giác như thế này. Đấy. Và Ukraine chắc chắn là một là phải rút nhanh, không là họ sẽ bị hủy diệt ở trong những cái thung lũng. Và ba tam giác này là ba tam giác chắc chắn Ukraine không bảo vệ tốt. Bởi vì Ukraine không bao giờ quan tâm tới cái sườn bằng cái cái mũi. Họ thì thích khoan thôi, chứ họ không có thích gọi là muốn khoan thật sâu thì họ phải chuẩn bị hai cái bên lòng chảo, đúng không ạ, cho các mũi khoan. Tức là chỉ quan tâm tới mũi khoan mà thôi mà mũi khoan sâu mà nó yếu nó càng xuống sâu thì nó càng tèo đầu đúng không ạ đấy cho nên là chúng ta thấy là rõ ràng là Okinawa đã đã mắc sai lầm và bây giờ họ tiếp tục mắc sai lầm nữa như thế này thì nếu nga đánh thì chắc chắn là phải rút lui rồi sẽ có một ngày đẹp trời nga tấn công thì quý vị chắc chắn rằng họ sẽ tấn công như thế này và nếu họ muốn lấy lại thì họ sẽ tấn công cùng một lúc còn nếu mà họ muốn chơi cho vui thì họ sẽ tấn công dập dòm ở khu vực này Ukraine tổn thất 45 binh sĩ, 2 xe và vâng, rất thấp. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ qua trận địa này để đến với các nơi khác nhưng mà chỉ còn một cái thông tin quan trọng nữa để khiến trận địa Ukraine bây giờ nó rất yếu ở cái hướng này đó là cái lữ đoàn rất quan trọng của họ, lữ đoàn uh, cơ động uh, dù cơ động số 46. Đây là lữ đoàn rất quan trọng, um, cơ động độc lập và có rất nhiều đồ chơi nóng, UAV rất nhiều. Cho nên là nó cũng có thể so sánh với các lữ đoàn dù của phía Nga đấy về mặt chức năng, tính năng và trang bị. À, còn về cái khả năng chiến đấu thì chúng ta không biết như thế nào. Nhưng cơ bản đã là dù cơ động và dù độc lập thì nó là những cái đạo quân khá là tinh nhuệ của phía Ukraine. Thì anh 46 này đã được đưa về khu vực vuleda ở cánh Marinka. Khi những ngày vừa qua Nga ép ác liệt quá và bây giờ đã thấy họ chiến đấu với Nga ở Marinka ở Novo Mikhailivka. Như vậy thì ở đây cho thấy rằng Ukraine đang rút quân đi, đúng không ạ? Cho nên là cánh này của họ rất yếu. Và bây giờ họ đang có thể nói rằng đang đối mặt với cái việc mất toàn bộ những cái thành quả thành quả hay chúng ta gọi là một cái món nợ đúng không ạ một cái lời nguyền đối với lại ukraine À, với việc như vậy thì Ukraine không còn mặn mà với cái Rabotine nữa rồi bởi vì nó không tạo ra được cái lợi ích chính trị cho họ trên chính trường thế giới nữa. Bây giờ phương Tây cũng động viên Ukraine quay về phòng thủ thì rõ ràng cái việc mà Ukraine nói rằng họ sẽ chiếm cái này chiếm cái kia nó không còn là một cái điều mà phương Tây sướng nữa. Đúng không ạ? Họ biết Ukraine không thể làm được việc đó mà bây giờ quan trọng là họ sẽ làm sao để gây tổn thất cho Nga chứ không phải chiếm lại Crimea nữa. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng những luận điệu về phía Nga tổn thất 90% binh lực nó xuất hiện. Và những ngày gần đây thì càng ngày có càng thêm những cái thông tin về Nga tổn thất dữ dội. Chúng ta sang thẳng khu vực bên này với tổn thất của Ukraine 90 binh sĩ và hai xe tải bị phá hủy. Và khu vực này, ở à, Rabutine, quý vị nhé, là đã có các bước tiến rồi nhưng mà chúng tôi chưa xác định được tọa độ. Có khả năng cả bên Rabotine lẫn VBV Và chúng ta chờ cái tọa độ thôi Còn ở khu vực này thì rất nhiều bước tiến của Nga Có thể là chiến trường này thì trước khi vào chiến trường Chúng ta sẽ nói qua một tí về cái tính chiến lược Ở toàn bộ cái cánh tỉnh Donetsk này Đúng không ạ, tỉnh Donetsk là nó từ đây này quý vị này Cho tới uh, gần như là nó tít trên qua cái bác mút ở phía trên đấy Đấy Thế thì cái câu chuyện là Chúng ta để ý là Nga đã nổi lửa ở đây Đúng không ạ, đấy họ nổi lửa ở đây rất mạnh. trước khi nổi lửa thì họ đã đốt âm ỉ ở khu vực này, đúng không ạ? Đấy, rồi sau đó họ nổi lửa ở đây. Và Ukraine đến để dập lửa ở đây thì Nga bắt đầu nổi lửa ở trên này. Và trước đó thì nó đã âm ỉ rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy rõ chưa? Sau đó là phía Nga nổi lửa ở phía trên này và Ukraine lại dập lửa ở phía trên. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy Bắc Mút trong những ngày vừa qua. Ukraine đã dâng quân lên để cản bước tiến của phía Bắc Bắc Mút bằng được và họ cũng đã chặn được cái bước tiến tốc độ của phía Nga tuy nhiên là không chặn được hết nhưng mà tốc độ đã giảm dần thì như vậy là chúng ta sẽ thấy một điều là bắt đầu Nga lại gọi là nấu bánh trưng ở cái đoạn này và họ lại tiếp tục tăng cường tấn công ngược trở lại Adipka như vậy chỉ trong riêng cái mặt trận của Donetsk thôi chúng ta sẽ thấy rằng là phía Nga họ chơi một cái bài uh, có thể nói là gây cho Ukraine rất ức chế và rất khó đỡ đúng không ạ Đúng là cái từ Việt Nam mình nhớ quý vị là ông nào ông ấy lấy cái từ khó đỡ ấy để mà đưa lên mạng để chém gió đúng không ạ? Bây giờ nó đúng như là cái hoàn cảnh của cuộc chiến ở Ukraine, tức là cái cách tấn công của Nga nó rất khó đỡ. Và bây giờ chúng ta đang chứng thấy chứng ý kiến là một cái sự sôi động chưa từng có ở cái góc này. Và vốn thì chúng tôi cũng đã cùng quý vị chia sẻ ở đây rất nhiều đúng không ạ? Về những dự định ngắn ngủi rồi là uh, trung hạn cũng như là dài hạn của phía Nga nhưng mà bây giờ thực sự chiến trường ở đây nó đã bắt đầu ở mức độ rất là khốc liệt rồi chúng ta có thể thấy với những cái báo cáo từ các bên độc lập như thế này thì bây giờ phía nga thực sự họ đã chiếm được vào cái khu vực phía đông nam và đông bắc của làng ở đây và họ trấn thủ ở khu vực uh, sát phía đông của làng một bước tiến cực kỳ lớn của phía nga uh, vào novopropipka còn ở cái phía trên thì cũng rất nguy hiểm, nếu mà không muốn nói là còn nguy hiểm hơn. Bởi vì hướng trên là song song với Pobibka thì họ đã thủ rất tốt trong những thời gian trước đây, nhưng mà chỉ trong những ngày vừa rồi quá ngắn ngủi thì họ mất liền hai đợt. Thứ nhất là mất cả một cái đợt ngày hôm trước ở đây đúng không ạ? Cả cái khu vực này. Còn bây giờ họ mất thêm cái khu vực này nữa. Đấy và họ mất một khoảng này. Đấy. Và bây giờ thì họ đang phải đối mặt có khả năng mất thêm cái đoạn này nữa. Ở đây là đoạn mà trông thế thôi quý vị nhé. Đây có những cái chỗ này nó nó siêu siêu khủng về phòng ngự này. Đây, cái khoảng này. Liên quan đến cánh rừng và cái cung đường này là một cái khu vực dày đặc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khu vực này. Là hai khoảng rất ác liệt. Ba là khoảng này, nhưng khoảng này thì đã mất rồi. Đấy, thế còn ở phía dưới thì rất nhiều nhưng mà nga đã bào mòn trong thời gian vừa qua rồi bây giờ họ đã sát tới làng rồi thì như vậy không nói làm gì ở đây là một cái cụm cứ điểm nữa của ukraine vẫn còn nguyên này có nghĩa rằng toàn bộ cái khu vực ở xung quanh uleda thì cái thủ của nó rất dã man ghê gớm thế thì bây giờ phía nga họ đã tấn công vào cái pháo đài này họ đã vượt qua được cái pháo đài gọi là ở giữa rồi đúng không ạ và họ đang hướng thẳng tới khu vực này và họ đã mất rất nhiều thời gian không làm gì được cái mẫu này của phía Ukraine. Đấy. Thế thì bây giờ với bước tiến ở đây chúng ta thấy rằng Nga đã bò sát vào trong tới làng và ép và đóng uh, gọi là gọi là củng cố trận địa của họ ở cái khu vực rìa làng rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một điểm là bước tiến sắp tới là Nga sẽ vòng từ phía dưới đánh lên vào lưng của cái cụm quân ở đây của Ukraine. Đúng không ạ? Với việc mất hai điểm hai bên như này thì Ukraine sớm muộn gì cũng mất cái này. Đấy, nếu như Nga muốn đánh vào đây thì chắc chắn là sẽ mất, đúng không ạ. Và mất ở đây thì thôi rồi, cũng không có gì để nói về Novo Mikhailivka nữa. Hướng nó đã rất là thoáng. À, tuy nhiên thì tôi chỉ thấy một điểm rằng là cũng không biết là người Nga có thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cái này hay không. Hay là họ tiến xuyên qua đây để ép vào, vây hãm ở cái cánh Konstantinivka khi mà họ sẽ trói buộc toàn quân Ukraine ở trong ba bốn cái thị trấn này một thời gian lâu. đấy là nói về việc là nga có muốn uh, làm điều đó hay không, bởi vì họ có muốn tiến nhanh ở hướng này hay không, đúng không ạ? đấy. còn tất nhiên là ai cũng muốn chiếm nữa quý vị nhé. tôi nói rằng là họ có muốn chiếm hay không thì nhưng mà cơ bản là ở các mặt trận giới đất hỡi thì ai cũng muốn chiếm, chẳng qua là người ta muốn chiếm với một cái giá nào mà thôi. trừ khi là cái việc để duy trì những trận địa như thế nó ở cái trạng thái nó yếu rồi. Đấy, nó suy yếu mà nó mềm rồi. Để phục vụ mục đích là câu kéo, vây hãm, à, à ơi, đúng ạ. Đấy, thì là cái cách làm của Nga thôi. Còn thực tế, nếu như mà Nga uh, quyết tâm để chiếm, thì chắc chắn họ sẽ chiếm ngay Novo Mikhaili trong những ngày sắp tới, khi mà họ tiến đủ các quân ở đây. Còn nếu họ không muốn chiếm, thì họ sẽ nhì nhằng ở đây để mà tiến quân ở hai cái gọng kìm này, để cắt cái đường tiếp tế tới Uleda, và cắt cái đường tiếp tế từ Marinka xuống cái khu vực này và bao vây cả cái cụm này để chờ một thời điểm nào đó đúng không ạ đấy chúng ta thấy quan trọng nhất là chờ một thời điểm nào đó cũng như là bây giờ họ đang rộn ràng ở đây là bởi vì toàn bộ mặt trận ở Zaporizhia rồi các mặt trận phía trên nó đang rộn ràng và đang vây ép thì bây giờ họ muốn giàn mỏng lực lượng của Ukraine họ sẽ đánh mạnh ở cái hướng này để kéo Ukraine quay trở lại và với việc là cái lữ đoàn dù số 46 về Marinka và ở hướng này nữa thì cho thấy là Nga đã kéo được những cánh quân quan trọng về và như vậy họ sẽ tổ chức tấn công ác liệt ở nơi khác. Vâng, đây là tôi đưa ra những nhận định về các khả năng xảy ra thôi, đúng không ạ? Để quý vị có quyết định của riêng mình. Còn lại thì chúng ta thực sự cũng không biết người Nga có một cái ý đồ như thế nào ở cái hướng này. Chúng ta chỉ thấy rõ ràng là bây giờ trong những ngày vừa rồi Nga tiến rất ác liệt ở cái khu vực quan trọng gọi là chí mạng đối với Ukraine. Đấy. Và khả năng họ đánh chiếm là rất cao nhưng mà cũng không 100%. Vì sao lại có nhận định rằng là chưa chắc Nga đã toàn tâm toàn ý với lại cái thị trấn này, hoặc là cả cái cụm này, hoặc thì cái yếu tố là không phải họ không thích mà nó chưa đến lúc thôi. Và cái dấu hiệu của nó ấy, thì nó chưa, đúng không ạ? Với cái phong cách của Nga, ấy, nếu mà họ tấn công bằng được để họ chiếm một khu vực này nhé, thì một cái điều mà họ chắc chắn họ sẽ làm là họ tấn công rất ác liệt, đúng không ạ? Rất ác liệt ở hướng này họ tấn công rất ác sẽ tiến công rất ác liệt ở cái góc quan trọng này lên đấy và họ sẽ tấn công ở vua và tất nhiên họ sẽ tấn công mạnh cả đây nữa đúng không ạ đấy và thậm chí là ở đây nữa quý vị cũng nhận không ạ và tất nhiên là cả ở cái Krasnohoribda nữa nếu như họ muốn đánh để chiếm ở đây thì ít nhất họ phải tấn công là hai mé bên trên và mỗi mé phải hai ba cái cánh rất là rát thì họ mới tấn công thật ở khu vực này còn bây giờ những quả, cái hướng quan trọng nhất là hướng Voleda này. Đấy và hướng Krasnohorivka là phía Nga họ chưa có tấn công. Còn Marinka thì đang giao tranh nhì nhằng từ trước rồi. Cho nên đấy là những dấu hiệu cho thấy là Nga vẫn đang củng cố để chuẩn bị cái trận địa của họ thực sự sẵn sàng. Để mà một thời điểm nào đó thì họ sẽ làm như chúng tôi mô tả. Rồi họ sẽ bất ngờ, họ sẽ mở một cái cuộc úp sọt gọi là thật là ác liệt để giảm thiểu. Cái thời gian giao tranh nhì nhàng, đúng không ạ, kết thúc sớm để chấm dứt nỗi đau. Tuy nhiên nếu người Nga mà chiếm ngay cái này tại thời điểm này thì nó sẽ mất đi một cái sự liên kết để có thể tạo ra được uy hiếp với các mặt trận khác của họ từ khu vực này lên trên tít khu vực đốt Nhét. À, một cách uh, chiến thuật có thể nói rất thú vị là gì? Là uh, đánh chiến thắng bởi vì không chiếm, đúng ạ. Còn nếu chiếm rồi thì có nghĩa là rất khó thắng chiếm rồi thì người ta sẽ không còn thủ ở chỗ đó nữa không còn giữ chỗ đó nữa và người ta không có bận tâm đúng không ạ mất đi một cái mối lo chỉ tập trung vào một nỗi đau thôi đấy chúng ta cứ để ý là mình chỉ có một vết thương trên cơ thể thì mình chỉ tập trung và mình dán ergo ở chỗ đấy thôi đúng không ạ nhưng mình có nhiều chỗ trên cơ thể thì chúng ta sẽ thấy lúc bấy giờ mà mình chỉ có hai ba miếng ergo mình không biết dán vào đâu chúng ta sẽ đến mặt trận adipka Vâng, với tổn thất 265 binh sĩ à không và đúng rồi 265 binh sĩ uh, 5 xe và hai 5 sáu khẩu pháo rất nhiều tổn thất khá lớn uh, về pháo uh, xe thì bình thường người thì ở mức độ cao và thông tin uh, có thể nói là diễn biến uh, quan trọng nhất chính là việc phía Nga đã tiến và chiếm được rất nhiều điểm quan trọng ở khu vực phía Stepove. Đây quý vị có thể xem là trong cái thông báo ngày hôm qua của phía Nga họ nói rằng là chúng ta đã thực sự kiểm soát Stepove rồi. Đấy. Như vậy là lần đầu tiên đúng không ạ? Là phía Nga nói về việc họ thực sự kiểm soát quý vị nhé. Còn những lần trước là tiến vào rồi tiến ra vân vân nhưng mà bây giờ thực sự kiểm soát thì cho thấy rằng đấy là một cái cái dấu hiệu mà họ khá tự tin đúng không ạ kiểm soát lần này thì nó có vẻ nó khác lần trước tại sao bởi vì lần này thì mặt trận phía nam đã dâng ra khá cao đây chúng tôi chúng tôi cùng chia sẻ với quý vị là gì khi nga chiếm được cái step v này ấy, thì cái nhiệm vụ của họ là họ làm sao đấy thu hút được hỏa lực của canada rồi họ sẽ tiến tới khu vực miền bắc của cái nhà máy này và mọi lần họ đã chiếm tới cái cánh rừng ở đây nhưng mà nhiệm vụ của họ chắc chắn sẽ phải ra để đánh tới cái cánh rừng ở phía này. Và nếu thuận lợi nữa nó phải ra tít cái khu vực tam giác ở đây. Đúng không ạ? Mục đích để làm gì? Để mà chủ yếu Nga sẽ có được một cái góc và một cái sườn. Bảo vệ được sườn để đánh vào khu vực phía bắc của nhà máy. Mục tiêu nó hỏi của họ là như vậy. Chứ chưa chắc đã lên BDG. Nếu có thì chỉ là cái dọa người mà thôi. Gây sức ép rồi chia sẻ quân của Ukraine ra. Thế còn ở phía trên thì chúng ta thấy rằng phía Nga cũng đã tiến lên trên cái giao lộ của các cánh rừng ở đây. Ở đây là cái điểm mà tối giản Nga phải chiếm được. Thì qua nhiều nỗ lực họ đã chiếm được cái này. Như vậy ở đây có chúng ta thấy có 3 điểm rất quan trọng. Trung tâm thị trấn Stepanov kiểm soát này, uh, khu vực phía bắc của nhà máy đã tiến khá xa và một cái khẩu độ khá ổn định rồi, đúng không ạ? Tức là thực tế rồi. Nếu mà ra được nữa thì hoàn hảo. Nhưng mà đây là thực tế có khả năng tấn công được và đặc biệt là hướng phía trên với việc nga mở rộng ra được đến cánh rừng như thế này thì họ sẽ che chở được toàn bộ cái trận địa của họ à, không bị đánh vào sườn và step over nữa có nghĩa rằng ukraine càng ngày càng khó hơn để đẩy nga ra lần thứ ba đấy lần này là lần họ quay trở lại lần thứ ba có thêm thông tin về việc nga tiến ở khu vực phía dưới nhà máy này nữa nhưng mà chắc là cũng không đáng kể và cái khu vực lân cận của đây dù sao thì khi nga tấn công ở đây thì họ sẽ tấn công luôn ở khu vực này như thường lệ đúng không ạ họ sẽ ép ở nhiều điểm đấy ở cả Karinova nhưng mà họ cũng không chiến được lên phía trên nhưng mà những bước tiến của Nga ở khu vực dưới dưới này có thể nói rằng là rất quan trọng cực kỳ quan trọng trong cái diễn biến ngày hôm qua mà quan trọng nhất đúng không ạ quan trọng nhất là cái điểm này đấy quý vị để ý đây nhá chúng ta sẽ sẽ xem là phía Nga sẽ làm gì với cái việc này như nếu mà nó có ba lựa chọn phía nga nếu đánh ra đây đúng không? Bây giờ họ có thị trấn ở đây rồi, thì họ cái, cái cái cảnh mà đẹp nhất đối với nga là họ sẽ làm chủ cái khu vực này, đấy, làm chủ về khu vực này thì chủ yếu mục tiêu của nga là họ có thể tiến ra được cái cánh rừng này ở đây, đúng không ạ? Rồi ở đây thì coi như họ đã áp sát được vào cái trận địa của phía ukraine và tất nhiên là lúc bây giờ nếu họ chiếm được ở trên họ sẽ chiến với Ukraine ở cái cánh này để mà bảo vệ cho cái hướng tấn công của Nga vào khu vực phía bắc của nhà máy. Rồi ở đây Nga đã có thêm rất nhiều tới hướng tấn công nữa. Tức là khả năng họ có thể chiếm được một phần này thôi. Đấy. Một phần này thôi thì cũng có thể nói rằng là một cái bước tiến rất quan trọng đối với Nga để sau đó họ sẽ giai đoạn tiếp theo họ chiếm cái đoạn này. Đấy. Chiếm được cái giai đoạn này thì coi như là Ukraine sẽ đếm Đúng ạ. Đến cái ngày họ phải rút lui khỏi Adipka. Mục tiêu của Nga là cái hướng này, quý vị nha. Và cái đàn bàn đạp của nó chính là cái điểm phía Bắc. Nơi mà nó có rất nhiều những cái cung cuối đường tàu. Tại trạm này, trạm kia. Đại khái là rất khó để mà có thể... Rất dễ để có thể phòng thủ và khó tấn công. Với việc là địa hình của nó hình tam giác như thế này. Thì nếu Nga tấn công, họ đã tấn công vào một cái hướng. Có thể nói là... 2,5 hướng đúng ạ hai hướng rưỡi Ukraine rất khó để giữ còn nếu mà họ vào đến đây thì thứ nhất là họ cắt toàn bộ cái tuyến đường từ trên phía này xuống như vậy là không còn cái tuyến tiếp tế nào cho thành phố nữa chúng ta hãy xem lần thứ ba phía nga có thể đạt được mục đích của mình khi chiếm lại stepove củng cố được toàn bộ sườn và nền tảng của trận địa stepove để giữ stepove và mở rộng địa bàn bằng được để tạo góc và che chở sườn cho hướng tấn công xuống phía nam vào nhà máy hay không, đúng không ạ? Rất khó và chắc chắn Ukraine sẽ quyết bằng mọi giá sẽ phải bảo vệ được cái thành quả của họ. À xin lỗi quý vị là bảo vệ được căn cứ địa của họ ở hướng này. Còn cái việc uh, chiến lược chiến thuật thứ hai đó là tấn công về Belychy, đúng không ạ? Một cái hướng tấn công mà nó mang tính chất nó dài hơi nhưng mà tôi nghĩ rằng là khó. Tiến vào đây thì nó cũng rất khó, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây cũng khó, nhưng mà khó ở đây cái nghĩa là khó của nó là nó không cái khó mà nguy hiểm nhưng nó lại chỉ mang lại lợi ích lâu dài. Đấy, chứ còn tiến vào đây thì lợi ích nó trước mắt ngay, thậm chí nó có thể dẫn tới việc sụp đổ ngay. Nếu mà họ tiến về đây thì chúng ta sẽ thấy là họ sẽ tiếp tục mở rộng về đây trước đã, thì họ mới tấn công được vào BDG. Lúc mà họ Nga muốn tấn công vào BDG thì kiểm soát được Step OV, đúng không ạ? Và có mũi tấn công ở đây, à, mở rộng lên đây để mà áp chế bằng được khu vực này, cắt được tuyến đường ở trên đó xuống thì bắt đầu mới có thể tấn công được từ đây vào BDG. Và nếu nói chung là Nga mà tấn công được vào BDG thì thôi rồi, lúc bây giờ chắc là chỉ có ngồi chơi sơi nước mà chờ Ukraine đầu hàng hoặc rút quân thôi. Và còn tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là phía Nga họ luôn chọn một cái cách nó an toàn, đúng không ạ. Và việc tiến về BDG là một cái việc nó lâu dài và nó rất nhiều rủi ro khi mà cánh của họ à, có thể càng ngày càng bị yếu đi. Bây giờ họ củng cố mãi mới được cái cánh này mà bây giờ muốn mở rộng thêm một đoạn khá dài nữa thì chắc chắn là nó sẽ rất lâu, rất yếu và sẽ tổn thất rất lớn. Sẽ phải hy sinh một đạo quân rất nhiều xung kích và tăng thiết giáp mà chưa chắc đã chiếm được. Tức là cái khả năng của nó chưa phải là 100%. Còn ở phía dưới thì nó cũng khó như vậy. Đấy, nhưng mà làm được là là ăn luôn các cánh khác ở phía nam vẫn đang giao tranh tích cực ờ, có khả năng là chúng ta cũng sắp xe nhìn thấy cái sự thay đổi trên trận địa nhưng mà bây giờ chưa có một cái sự rõ ràng như phía trên cánh này cũng thế cũng giao tranh rộn ràng nga chưa tiến được về khu vực uh, tonianske và Sevene. và ukraine vẫn dựa vào cái địa hình của họ bảo vệ rất tốt được cái mố đầu cầu đấy, ở cái chỗ này uh, nga chưa thể vượt qua được thì không thể À, đánh vào sườn của thị trấn Peromaiske cho nên bây giờ Ukraine vẫn à, có cái tinh thần chiến đấu rất cao ở cái hướng này khi mà địa hình rất là thuận lợi đối với họ. Và như vậy là một cái diễn biến à, rất là bất lợi cho phía Ukraine. Còn ở khu vực này thì à, cái sự kiện hôm qua lính nga à, nhổ cờ lính Ukraine cũng rất đáng nói. Câu chuyện của người lính, một cái người phân tích mặt trận nói như thế này. Quý vị có thể hình dung là từ quan điểm quân sự mà nói thì gần như chúng ta đã trả đạt được gì ở cái khu vực uh, Horipka. Và thậm chí tôi còn rất khó tưởng tượng với những gì tôi có thể viết ở đây. Đầu tiên chúng ta đã hy sinh để mà tấn công vào trận địa của họ để mà bắt lũ quái vật phải kéo quân từ Adipka lên giải cứu khu vực Horipka thế nhưng mà lũ quái vật đã chiếm lại chỉ trong một nốt nhạc không ai trong chúng ta giải quyết các cái vấn đề phòng thủ à, không ai uh, giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu mà chúng ta đã bị tan rã rất nhanh thế mà ở mặt trận thông tin thì nhiều người đã nói về một cái tác chiến của chúng ta khu vực đó như là một cái chiến thắng mang tính chất chiến thuật ở chiến cái gì nhỉ uhm chiến lược và một chiến thắng chiến lược cho quân đội Ukraine. Và sau đó thì chúng ta nhìn thấy trên video lũ quái vật đã đi tiểu lên cái lá cờ đó. Thật là một cái cách tiếp cận giải quyết vấn đề cực kỳ tồi tệ đối với chúng ta. Đấy là người lính Ukraine. Và cái sự việc thì chúng ta cũng nói rồi, đúng không ạ? Là Ukraine đã đem khoảng độ một đại đội hoặc hơn trong lần đầu tấn công chiếm được bãi rác. Rồi sau đó họ bị mất một nửa để mà giữ bằng được cái phần còn lại. Rồi những ngày vừa qua họ lại tung khoảng độ 1-2 trung đội gì đó xuống tấn công và sau đó bị đánh bật ra. Và cuối cùng là Nga cũng đánh bật nốt uh, ra. Uh, cái sự kiện mà họ tấn công trung đội đấy ấy là đúng vào thời điểm mà ông zelensky ông ấy đi Mỹ. Sau đó thì ở Mỹ, ông cũng nói về việc là cái chiến thắng, chiến lược của Ukraine khi uy hiếp vào Horybka. Đấy, và lá cờ của chúng tôi đã cắm được ở đây rồi thế nhưng lá cờ đều được có hai tiếng đồng hồ thì đúng thật là phía nga có video đàng hoàng quý vị ạ à, phía nga họ quay video của ukraine cắm cờ sau đó họ quay video của hai người lính của họ lên rằng cái cờ ukraine xuống đất và đại khái là làm ô uế lá cờ đấy còn tôi không muốn nói cụ thể nhưng mà nhiều người nói rằng là vâng tôi nói thẳng ra nhé tức là hình ảnh đó là hai người lính đã đi tiểu vào lá cờ của ukraine À, nhiều người thì suy diễn rằng là tổng thống vừa nói việc chúng ta cắm cờ thì có nghĩa rằng là ông ấy đã để cho những người lính Nga là làm nhục hình ảnh của ông ấy là có mặt ở trên lá cờ đó. Đấy và thứ hai là làm nhục cái quốc kỳ của chúng ta. Nhìn chung là mấy ông lính Nga cũng chơi khăm đúng không ạ? Chơi như thế là không đẹp rồi. Vâng, đây là những lời của những người lính ở lữ đoàn à không những lời lính của phía Nga ở lữ đoàn số 132 ở hướng Stepov thì hiện tại có thêm những cái diễn biến như thế này à, có nghĩa là nga đã tiến ra tít khu vực hết phía miền tây của Stepov rồi chỉ còn lại đúng một cái cung đường này nữa thôi đấy là gần như là mất toàn bộ cái khu vực uh, dân cư rồi phía nam họ cũng tiến xa hơn những gì mà chúng ta vừa vẽ à, như vậy là cái sự kiện nó vẫn đang tiếp diễn chúng ta sẽ chờ những cái thông tin tiếp theo còn ở đây phía nga đã chiếm được cái khoảng rất quan trọng đúng không ạ đấy rất quan trọng ở đây hướng về Bedychi và Ukraine đã phải rút toàn toàn khỏi cái khu vực phía bắc cái cao điểm và cái điểm hõm ở đây tới cái khu đô thị còn lại ở trong cái tam giác này. Nhìn chung là diễn biến thì nó tập trung ở một nơi nhưng mà nó khá nguy hiểm, rất nguy hiểm đối với Ukraine. Chúng ta sẽ lên khu vực phía Donetsk còn lại xung quanh Bắc Mút, xung quanh Bắc Mút thì phía Nga bắt đầu tấn công trở lại ở Anipka sau khi những ngày vừa qua À, giao tranh li nhằng ở hai thị trấn này nhưng mà bây giờ nga đang chủ động tấn công lại ở hướng bên này đường tàu này ở hướng phía nam của Kryjivka nhà cũng nói rằng họ tiến quân không biết là thay đổi trận địa hay không còn ở đây thì họ cũng đã tiến thêm được về phía nam ở cái mặt trận trong chính trung tâm thành phố như vậy là toàn cánh phía nam của Ivaneska hay là ở Bakhmut là mặt trận của Ukraine đang có à, đang suy thoái đúng không ạ mình gọi nôm na như vậy còn ở đây nga đang chuẩn bị tiến công thẳng sang hướng đông nữa không biết họ có định bao vây cái khu quân của ukraine ở đây không bước tiến phía đông của nga thì nó có nhiều cái hàm ý đúng không ạ họ có thể vòng ra để bọc sườn ukraine hoặc họ cũng có thể bọc sườn ivanivka hoặc có thể chiếm những cái cứ điểm cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng để hướng về konstantinov Vâng, như vậy thì có khả năng là Ukraine đã hướng chính, đã mất toàn bộ 100% nỗ lực trong 6 tháng. Thì hướng phụ, và cũng là hướng chính khác, phía Nam cũng có thằng là mất. Còn ở đây thì gần như là đã thiệt hơn rồi, thiệt hơn so với thời Wagner rồi. Khi mà Ukraine đã phải rút hết tới tận cái gần sát Ivaniska rồi. Đấy, phía Nga dần dần họ đẩy cái vùng xám dần dần ra xa. Một nửa cái khu vực dân cư ở đây rồi. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa. Nếu họ đánh tới là phía Ukraine cũng không giữ được cái đoạn này. Đúng không ạ? Mặt trận nhìn chung càng ngày càng rất là khó đối với lại phía Ukraine. Còn ở phía trên này thì Nga lại tiến rất dữ dội. Bước tiến này là rất nguy hiểm quý vị ạ. Bước tiến này đang hướng tới cái khu vực cao điểm và cái đường tàu. Đúng không ạ? Có lẽ là bây giờ vào cao điểm quan trọng ở đây rồi. Ở đây là một bước tiến quan trọng bởi vì nó có thể tiếp xúc tới trận địa của ukraine ở hướng phía đông đông nam bodanipka rồi phía đông và đông bắc thì họ đã tiến sát và chiếm một khoảng ở trong đầu làng rồi phía trên thì họ cũng chiếm một khoảng ở chính bắc rồi Đó có nghĩa rằng là những cái khoản mỏm đầu của ukraine ở trong làng là đã nằm dưới cái ba hướng tấn công của phía nga mặc dù là còn giới hạn nhưng mà cũng đã lộ ra ba hướng rồi còn bước tiến ở đây thì đã quét thêm sâu vào cái cao điểm của Ukraine đây. Nhìn chung là hai bước tiến này nó không lớn bằng mọi ngày nhưng mà cái mức độ nguy hiểm của nó về mặt trận của Ukraine à, vẫn là rất cao, đúng không ạ? Vẫn là những cái bước tiến cho thấy là quân Nga còn rất mạnh và đang duy trì sức ép rất ác liệt đối với phía Ukraine ở cái hướng quan trọng nhất của khu vực miền Bắc Bắc Mút và với đà này thì chúng ta vẫn thấy là cái thế của Ukraine nó vẫn đang bị uh, bị suy sụp đúng không ạ mấy ngày trước hai ngày trước uh, đến ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là nó ổn định được mặt trận trong vòng 24 giờ thì nghĩ rằng Ukraine đã tung quân lên để giữ được một cái uh, trận địa hình quả chám, Hidrofka, Kalina, Ivaniska và cái cao điểm ở đây nhưng mà với việc nga uh, tiến thêm được một đoạn như thế thì cũng rất có khả năng nó lại là cái tiền đề để ngày mai họ lại tiếp tục tấn công nhiều hơn nữa, uh, chiếm được nhiều đoạn hơn nữa về phía Ukraine. Nhìn trên màn hình như thế này chúng ta thấy là bây giờ thì đối với Nga nó khá khó. Và cái điểm mà nó dễ ăn nhất nhưng mà cũng rất khó đúng không ạ? Là cái cao điểm ở đây đấy. Bởi vì cao điểm này thì Nga không có nhiều hướng tấn công vì nói ở Kromove này thôi, nhưng mà bên dưới nó là ngay uh, những cái cánh rừng cộng với lại uh, cái 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 hồ cái đập cho nên là cái hướng nó đã sát vào mặt trận Ukraine. Rất khó để họ có thể tác chiến thoải mái vào cái khu vực này. Chỉ còn mỗi hướng này là thẳng căng mà thôi. Còn hướng trên thì nó cũng một nửa. Nó cũng chưa được thông lắm. Còn ở đây thì công sự pháo đài nó nó dày đặc từ cái thời Wagner cả. Nhưng dù sao nó vẫn là hướng dễ nhất. Đấy, còn lại ở đây thì nó kẹp zip rồi. Ở đây nó cũng là cao điểm rồi. Và ở đây thì nó là cao điểm và nó lại là làng. Như vậy là Nga muốn làm gì thì họ phải làm từ đầu. Dễ hơn thì họ phải làm tít ở trên này. Đấy, và cũng không dễ, đúng không ạ? Cũng chỉ có cùng lắm là hơn một hướng, chưa có đủ hai hướng để tấn công. À, như vậy chỉ có hướng này là họ có đến hai hướng, Đấy, nhưng mà cao điểm rất cao. Quý vị thường hỏi rằng là tại sao thì lại phải quan trọng cái việc là chia các hướng ra. Không phải là bởi vì chia hướng hay là đóng ngoài thành ra để mà trốn được bom đạn cái câu chuyện của cái việc mà đóng ngoài thành nó là thành lập cái thế ỷ dốc liên thủ đúng không ạ ví dụ như là tôi nói rằng đơn giản là thị trấn oriko vasilivka mới lại hiroripka như thế này thì nếu như mà để nga tấn công vào đây thì họ có thể có chiếm được cánh rừng này rồi họ vào đây họ tấn công được thêm một cánh nữa so với các cánh này thì có nghĩa rằng là họ dễ hơn nhưng mà chỉ cần một nhóm quân của Ukraine mà chia ra để giữ khoản này thôi, đúng không ạ? Thì nó thiết lập một cái thế liên thủ, thế ỷ dốc với lại hai thành này. Có nghĩa là Nga mất đi một cái hướng, mất đi hướng để tấn công và bị lộ sườn khi tấn công từ hướng chính. Có nghĩa rằng một công đôi việc, đúng không ạ? Đấy là một cái chiến thuật nó có thể nói là quen thuộc từ cổ trí kim rồi. Nó là chiến thuật chứ nhiều quý vị nói rằng là ra ngoài thành ăn bom ăn đạn, đúng không ạ? Thì ở ngoài thành nó cũng có cứ điểm mà, khi quân địch tấn công vào các thành thì bao giờ họ cũng phải xem xét cái điều đầu tiên trong các cuộc chiến đó là sườn. Những vị chỉ huy người ta thường nói tới cái sườn, sau đó người ta mới nói chuyện khác, đúng không ạ? Sườn, rồi sau đó là hướng. Đấy, có đủ, có bọc sườn được không và có đủ hướng tấn công hay không. Cho lên đây chúng ta thấy là nó vào một cái mặt trận này là phía Nga rất khó. Ở đây nó có cao điểm, nó chia ra. Đấy, Ukraine luôn thiết lập được các trận địa mà thứ nhất là nhờ vào những thị trấn như boranivka hirohivka orikovacivka đúng không ạ còn ở giữa đó thì nó họ sẽ làm các căn cứ để giữ các cánh rừng các cái cao điểm đấy, như chúng ta nhìn thấy này đấy cao điểm cánh rừng để mà liên thủ với nhau một cách nó uh, rất là thuần khiết thôi nó không phải là cao sang gì và chỉ cần như thế thôi thì để nga xuyên thủng cái mắt xích này cái chuỗi xích phòng thủ này là nó một công việc cực kỳ khó khăn và cái chuỗi xích đấy thì nó kết thúc ở đâu? Nó kết thúc ở hướng này nó chính là cái cao điểm ở Kromov, đúng không ạ? Đấy mà chỉ nó lộ ra nếu muốn giải quyết được cái này nhanh thì họ phải giải quyết được cái Ivaniska để có hướng tấn công vào Kromov. À, nhưng mà rõ ràng là khi Ivaniska khi nào Nga chưa giải quyết được hoàn toàn tuyến phía Nam thì cũng rất khó. Và ở đây chúng ta thấy là nó dày đặc, nó dày đặc xen kẽ giữa các thành với lại các cao điểm với nhau mà nằm trên chuỗi một cái chuỗi địa hình à À, cao điểm trên toàn tuyến còn lại mặt trận của nga thì đều là những cái khu vực thấp điểm người ta phải đánh lên dốc đúng không ạ người ta gọi là đánh một cuộc chiến lên dốc là một trong yếu tố thất bại hàng đầu trong chiến tranh ở đây thế mạnh của Nga là thực sự là hỏa lực của họ. Và thứ hai nữa là quân Ukraine đang ít nhất là họ cũng đuối. Đuối về mặt tinh thần và đuối về mặt sức đã bị bào mọt. Đấy còn lại thì wagner cũng chỉ tiến được đến đúng cái đường biên giới này quý vị nhé từ thời mà họ mạnh nhất thì họ cũng chỉ đến đây được thôi họ không tiến được xa hơn thì cho thấy rằng là ukraine đã tận dụng những cái cao điểm và thành của họ để thành lập cái chuỗi phòng thủ đúng không ạ rất khó hôm trước nga tiến được vào khu vực này nhưng mà dường như là bị phía ukraine họ đẩy ra bởi vì là đấy như tôi nói là vào có chiếm được thì giữ cũng rất khó bởi vì nó lộ ra đúng không ạ lộ sườn như vậy thì để giải quyết được cái toàn bộ cái hướng tấn công ở đây của nga thì họ phải làm sao đấy họ khai thông được cái bế tắc của cái hướng tấn công này. Đấy, Đây chính là cái hướng tấn công quan trọng nhất xuất phát từ Kromov, mà bây giờ họ tiến ra được ở đây thì có lẽ là họ đã tạo được một cái sự đe dọa nguy hiểm hơn đối với lại cái khu vực uh, phòng thủ của Kromov của phía Ukraine. Uh, chìa khóa của toàn bộ tuyến này chính là cái cao điểm này. Nếu mà nga xử lý được nó thì uh, họ sẽ chiếm cả khu vực này dễ dàng hơn rất nhiều. Và toàn bộ quyến này thì nó cũng phụ thuộc vào cái hướng tấn công này của Nga, tức là luột lọt khe giữa hai thị trấn Ivaniska và cái cao điểm ở đây. Nó là cái nơi mà nó rộng hơn tương đối so với những phần còn lại. Như vậy để đúng ra, nếu để mà Nga có thể chiếm được ở đây thì dưới cái góc nhìn của chúng tôi như quý vị nhé, để chia sẻ thôi, thì họ đầu tiên họ phải đánh ở đây. Họ phải đánh ở đây để mà họ tạo được một cái sức ép lớn về khu vực phía tây nam của Ivanetske. Sau đó họ đánh chính diện để ép dần quân Ukraine à, lui vào khu vực thị trấn phòng thủ ở đây. Mục tiêu không phải là đánh chiếm, đúng không ạ? Mà ép dần để tạo ra một cái góc để cho cái hướng tấn công ở trên này nó chiếm được một cái khoảng nào đó giữa cái khu vực này, đấy nó cắt cái liên thủ của cái làng này ra với cái cao điểm ở trên này, thôi từ cái lúc bấy giờ thì Nga mới từ cái điểm này có thể đánh vòng được vào cái sườn của cái El Kromov. À, trọng tâm vẫn là làm sao đấy cắt đứt được sự liên hệ giữa Ivaniske, pháo đài Ivaniske và cái pháo đài Kromov của OK Còn nếu mà Nga gặp khó khăn quá, mà tôi tin chắc là khó, còn quá hay không thì chúng tôi không biết, ở đây chỉ là lý thuyết thôi thì bây giờ cách dễ nhất của họ đúng không ạ nhưng mà sẽ rất lâu mà tôi cũng không biết là nga có chờ được không à, có khả năng là họ thoải mái chính là nơi này đúng không ạ điểm tuyệt vời nhất của nga ở nơi này là nơi mà xuất phát mọi thứ cho hướng phía bắc còn phía nam không cần biết biết có được thì càng tốt nhưng mà quan trọng nhất là nga bảo vệ được thôi à, bảo vệ được cánh này thì uh, từ đây rồi là họ có thể tấn công ra khu vực này đúng không ạ Uh, một cách khá thoải mái. Tất nhiên là phải kèm theo những hướng tấn công ở đây và tấn công ở hướng này. Rồi từ khu vực này họ sẽ đánh ngược trở về Ivaniske, từ đây tấn công vào Ivaneska, từ đây tấn công vào. Như vậy là Nga có khoảng độ uh, 2/3 cái hướng tấn công để bao vây Ivaneska. Và cái con đường tiếp tế duy nhất đối với thị trấn này nó nằm trong hỏa lực của họ ở đây mất rồi. Cho nên là cái việc đánh chiếm này thì nó chủ yếu là thời gian mà thôi, nhưng mà nó dễ nhất. Đúng không? Nó dễ nhất trong về mặt địa hình cho toàn hướng. Thì như vậy là Nga sẽ phải tìm cách để làm lại từ cái điểm khởi đầu. Có nghĩa là bắt đầu từ cái cao điểm ở đây. Rồi tiến lên chiếm khu vực này. Rồi bắt đầu mới phá cái mắt xích của Ukraine. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy đây là một cái chiến trường rất thú vị, rất là chiến thuật và nó cũng rất quan trọng đối với cả hai bên, đặc biệt là phía Nga. Và như chúng tôi vẫn từng chia sẻ với quý vị, đúng không ạ? Mục tiêu của Nga ở đây là họ sẽ tiến bằng được ra cái khu vực này để chốt cái điểm ở đây. Sẽ có giao tranh rất ác liệt trong thời gian tới ở cái hướng này. Tất nhiên là họ phải vượt qua được 3-4 cái làng ở đây đã, đúng không ạ? Rồi phía Nga sẽ củng cố vị trí của họ về trận địa này. Ngày hôm nay là họ đang tiến được ở khu vực này ở đây, đang gây sức ép rất lớn cho Ukraine. Thì như vậy chúng ta thấy những cái điểm kết nối sắp tới của phía Nga ở cái khu vực này hướng lên khu vực phía trên. Và ở đây họ sẽ tạo ra điểm uh, gọi là gọng kìm hướng thẳng về khu vực Zvezd. Bằng cách uh, họ sẽ tiến công về Oryol và Silipka. Thực ra thì đang đánh nhau ở rồi, đúng không ạ? Uh, bằng cách các cái gọng kìm nhỏ nó cứ phối hợp dần. Nếu quý vị cứ để ý như thế này, đúng không ạ? Đấy, các gọng kìm nhỏ phối hợp để ép chết, bắt chết quân ở đây, rồi dần dần tiến về hình thành gọng kìm lớn hơn. Đấy, gọng kìm lớn hơn ở đây cũng giống bên này, đang hình thành hai gọng kìm ở đây để hình thành gọng kìm lớn hơn. Rồi ở đây với hai gọng kìm này cũng gần dần để hình thành một cái gọng kìm lớn hơn Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy và kết nối dần dần như thế này họ sẽ tạo được cái mặt trận để uy hiếp thẳng về uh, konstantinivka akramatos à, slovian và đồng thời sivek liman đúng không ạ toàn bộ mặt trận của họ sẽ bị uh, phía nga gọi là đứng ở một cái cao điểm và trung tâm này để uy hiếp toàn bộ uh, hỏa lực ở đây thì chúng ta cũng thấy cái điều tương tự đúng không ạ nga đang tiến ở đây này họ đang tiến ở đây này và cả hai họ sẽ lên đây để mà kết hợp cái khu vực này ở đây và ở đây họ tiến lên trên khu vực này sau đó họ sẽ kết nối với lại cái mặt trận ở bên này đúng không ạ đấy, đấy là cái cách làm của nga từ trước đến nay chúng tôi quan sát vâng như vậy là chúng ta đi qua khu vực Donetsk uh, với những diễn biến có lợi uh, rất đáng kể rất lớn đối với nga ở Arkhipka, Horipka rồi uh, xung quanh lân cận khu vực Bakhmut còn ở khu vực trên này vâng trên này cũng tiến rất dã man rồi quý vị ạ. đấy họ đã tiến thẳng vào chính cái đường hướng quan trọng luôn này, ở đây rồi sau khi ngày hôm qua nga bất ngờ chiếm được khoảng bên trái này đây cả cái cánh này nhớ quý vị nhé thì bây giờ họ đã tiến lên ở cái khoảng này còn ngày hôm qua nữa thì họ tiến ở đây như vậy là quý vị cứ để ý họ sẽ tiến ở hai bên sườn nhỏ đúng không ạ đấy hai bên sườn rồi tiến ở đây để khép góc đẩy dần quân ukraine ra và mục tiêu ở đây thì rõ ràng là chỗ mà chúng tôi đang nói với quý vị thôi đấy đây chính là cái khu vực này này đây chính là khu vực tôi vừa nói này đấy ở đây đúng không ạ ở đây và ở đây đây đấy Bây giờ thì đang giao tranh ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là sẽ có một cái nào đó ở đây để chia cắt tất cả những cái trận địa của Okinawa ở trong khu vực này ra, không cho kết nối với nhau. Cách đánh như này thì thực sự là một là họ phải có nhiều quân, nguồn lực, hai là họ có rất nhiều kế hoạch, tức là rất chủ động trong cái trận địa để bấm giờ cùng tiến đúng không ạ? Có nghĩa là về mặt chiến thuật là rất hiệu quả, hai là có rất nhiều nguồn lực chúng ta sẽ lên khu vực uh, Sievec Liman với tổn thất ở hướng Liman, tức là ngay uh, khu vực Sievec này lên trên 180 binh sĩ, 3 xe và một khẩu pháo Cza. ra như vậy là tổn thất về nhân lực lại vẫn rất cao cho thấy giao tranh uh, phản công, giao tranh phản công của Ukraine rất nhiều. Nếu mà nhìn vào tổn thất con người chúng ta biết xe cộ ít. Chủ yếu là xe cộ hạng nhẹ thì có nghĩa rằng là xe của Ukraine đem quân chuyển vào để tấn sát vào các mặt trận của phía Nga, răng lại các trận địa. Pháo chỉ một quả có nghĩa rằng là chủ yếu là phía Nga phòng thủ, chứ không có đấu pháo, phản pháo ở đây. Và quân đội thiệt hại rất nhiều, liên quan đến binh lính. Giáp lá cà đúng không ạ? Đấy, cho thấy một cái, để đấy chúng ta đọc ra những cái thông số liên quan đến trận địa bây giờ thì không biết rằng là giao tranh ở đây thì nó đang diễn ra ở những khu vực nào chúng ta chỉ biết là nga vẫn giữ được cái mẫu này này à, vẫn giữ được cái mẫu này này và ở đây họ vẫn đang tiến này khu vực cả khu vực này thì bây giờ nga đang tấn công nút uh, nóng nút lạnh đối với ukraine ở đây còn uh, ở khu vực này thì chúng ta thấy ukraine đang thành lập một trận tuyến phòng thủ siêu to khổng lồ ở xung quanh trung tâm uh, đường trung tâm hậu cần đây chúng ta nhìn thấy đây chính là trung tâm còn lại của Ukraine. Gọi là trung tâm của mặt trận Liman của Ukraine. Chính là khu vực này. Là, là cái nơi mà có cái đường dẫn sang bên này duy nhất. Và không chưa bị đánh phá. Chưa bị uh, mất cái, cái tuyến này. Như vậy là đây là một cái trung tâm. Và chúng ta sẽ thấy rằng là phía Nga sẽ... Họ đang tìm cách để họ cắt thẳng tới cái trung tâm này. Nhưng rõ ràng là phía Nga đang gặp cái sức kháng cự của Ukraine rất ác liệt. Ở thị trấn Nadia và biên giới dày đặc các cái khu vực... À, thành thị của Ukraine ở đây. Nhưng mà đấy thì chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết rằng là quan trọng về cái yếu tố và cái hướng đánh của nga thôi. Còn cái điểm này là nga đã tiến ra cách đây 4 tháng rồi. Sau một vài ngày họ đã hình thành lên một cái bước tiến mấy chục km vuông. À, còn từ thời điểm đấy đến giờ họ không có tiến, thì chúng ta cũng không biết là họ có tiến được hay không. Nhưng mà nếu nói là không tiến được thì nó cũng rất vô lý, đúng không ạ? Bởi vì vài ngày họ đã tiến ra một cái vùng rộng lớn và sau đó họ bảo là mãi không tiến được cái gì thì nó vô lý thì như vậy có nghĩa rằng là đây là một cái bước tiến chiến thuật của phía nga và ý đồ của họ thì họ vẫn muốn níu kéo quân ukraine giữ bằng được cái mảnh đất bên này Đấy, thế còn lại ví dụ như là chúng ta cũng thường hay nói là nga sẽ làm gì là tối ưu nhất tất nhiên là dưới góc nhìn của mình thôi chứ cũng không muốn là thể hiện đúng không ạ thì như chúng ta nói nếu như mà nguồn lực của nga tốt họ sẽ làm một cái hướng tấn công như này Đấy. Để mà chia cắt trận địa của Ukraine ra làm hai. Và tất nhiên là vẫn mục tiêu là khiến cho mặt trận Ukraine thực sự nguy cấp để họ tiếp tục đổ quân vào hai cái lòng chảo ở đây. Đấy, nhưng mà có vẻ như người Nga cũng đã muốn làm nhiều lần. Khi họ tấn công ở hướng Nadia rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng khu vực này Ukraine có một cái gì đó mà khiến phía Nga rất khó để xuyên thủng qua không cần tiến tới Bero Borovo mà chỉ cần tới khoảng 2 phần 3 đường thôi. Chắc chắn là sẽ khiến cho Ukraine đem tất cả những gì họ có đúng không ạ để chấn thủ cái hướng này. Tất nhiên là họ phải tính toán là giữa Adipka rồi là Bakhmut với cái này cái nào quan trọng hơn. Nhưng tôi nghĩ là khu vực này mình nếu nói đúng ra một cái từ theo ý của mình đó là Nga làm chưa đủ để đe dọa Ukraine. Đấy. Mà cái điều đủ là gì? Là họ phải dâng được một cái gọng, một cái mũi ở đây nữa thì lúc bấy giờ thì Ukraine sẽ còn sợ hơn nữa đối với lại cái mũi tấn công này của Nga. Và đấy là trên khía cạnh là họ có làm được hay không nhỉ? làm được nhưng quý vị nhá. Còn cũng có khả năng họ muốn lắm nhưng mà cũng không ăn được đúng không ạ? Hướng trên này Kupian thì Ukraine tổn thất 45 binh sĩ, một tăng, hai xe và không có pháo. Thế thì giao tranh ở đây nó đã giảm bớt trong ngày hôm qua và tiếp tục hôm nay thì phía Nga lại cho biết là họ tiến thêm về hướng Sinkovka và có vẻ là cái mặt trận ở phía đông này nó cứ mở rộng mỗi ngày đúng không ạ? Tuy nhiên thì bây giờ Ukraine vẫn giữ được đến cái cái hồ và cái con đường ở đây. Như vậy thì Ukraine phía Nga vẫn chưa chưa chiếm được cái điểm quan trọng nhất để mà uy hiếp ờ uh, Sinkoka từ hướng đông. Đó là cái điểm chốt chặn ở đây là cái hồ nho nhỏ. Còn lại phía trên dường như họ cũng gặp rất nhiều sức kháng cự ác liệt của phía Ukraine cũng chưa thể tiến được ở rừng. Nhìn chung là rừng chỉ cần một cái cánh rừng thôi đấy thì nó cũng có thể nói là một cái mặt trận rất khó vượt qua nhưng mà nếu như là cả một cái khu rừng như này nữa thì càng khó nhất là rừng nó lại kết hợp với đường nữa đúng không ạ thì là vô vàn khó mà đây nó lại là cái địa hình nó rất nhiều sông ngòi kết hợp với lại rừng đấy, mặt trận của khu Sivek Liman Kupian là nó rừng và nó hồ sông hồ rất khó cho các bên tấn công như vậy ở hướng này thì chúng ta có những thông tin quan trọng đều liên quan đến phòng thủ của Ukraine. Thứ nhất là Ukraine đem quân về hướng Kupian, phòng thủ ở đây ác liệt ở đây và đang xây dựng căn cứ phòng thủ uh, to không kém ở khu vực Borova, tức là khu vực trung tâm của hai chiến tuyến quan trọng của họ là ở Liman, Đấy, tức là trung ương của Liman với lại Kupian. Nhìn chung là một cái mặt trận nó cũng rất hợp lý, đúng không ạ? Xây bên cạnh một cái uh, sông hồ rất lớn, đường cao tốc rồi nó làm giữa khu vực này để kết nối hai trận địa quan trọng. Liên quan tới câu hỏi của quý vị về việc là phương Tây nói rằng là phía Nga đã mất 90 nguồn lực cho cái đợt tấn công lần đầu. Thì ý của chúng tôi là gì? Thì phân tích thì nó dài dòng, nhưng mà chúng ta chỉ cần nói một cái điều nó đơn giản như thế này. Người Nga đã đem vào mặt trận này của họ 190.000 quân. Đúng không ạ? Nếu chúng ta không có thông tin, chúng ta cứ lấy thông tin từ phía Putin thôi. 190.000 quân mà mất 90% nguồn lực thì nó còn bao nhiêu quý vị? Nó là 2918, cứ cho là còn 20.000 quân. 20.000 quân sau đó cứ cho là Nga đã phải rút lui đi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy họ có một bảo vệ 20.000 quân từ đây xuống tới đây, xuống tới đây, xuống tới đây, xuống tới đây. Đúng ạ. Vâng. Ukraine bảo rằng và Mỹ bảo là Nga có 20.000 quân để bảo vệ một chiến tuyến dài hàng nghìn km. Đúng không ạ? Gần 1.000 km. Và họ vẫn chiếm, đánh chiếm được của Ukraine nhiều điểm. Đúng không ạ? Và giữ vững được chiến tuyến. Vậy thì quý vị có tin không ạ? Đúng không ạ? Trong khi đó, tại thời điểm vào cái mùa thu năm ngoái, thì ông Zelensky nói rằng quân đội của ông ấy đã đạt được mức 1 triệu người. Vậy thì làm sao một triệu người mà lại không thể đánh nổi được với lại 20.000 quân mà thậm chí là còn bị họ chiếm được nhiều cái điểm quan trọng nữa. Quý vị công nhận ạ, họ chiếm Sividenonet, thành phố siêu quan trọng, Posana siêu quan trọng, Licyan cực kỳ quan trọng, Soleda siêu siêu quan trọng, đúng không ạ? Đấy là chúng ta chưa nói về sau là ở đâu mà lại lòi ra được cả cái ông Wagner, ông Wagner để chiếm luôn cả Bắc Mút nữa vâng chỉ cần phân tích như thế là chúng ta biết là phương tây là họ nói thật một cách trắng trợn đúng không ạ bởi vì tại sao bởi vì họ quá tuyệt vọng rồi nếu mà không đưa ra những thông tin như thế thì họ không biết làm thế nào để phục vụ để cái luận điệu để mà tiếp tục được cuộc chiến cho nên họ đã đưa một con số nhưng chỉ có một điều rằng là thực sự là bản thân họ là những người tuyệt vọng cho nên họ đã đưa ra một con số, một cái giá nó quá cao, đúng không ạ? Chứ còn nếu họ nói rằng là 30% thì cũng đã khiến cho nga đau đớn rồi, đấy cũng đủ làm cho nga đau và thiên hạ thấy là ukraine mạnh rồi. Nhưng mà nói 90 thì không ai người ta còn tin nữa. Và từ hôm đến giờ thì quý vị biết rằng là rất nhiều những cái tin chính rồi là truyền thông chính thống rồi truyền thông gọi là kiểu như bọn tôi chém gió đấy rồi các loại truyền thông và nhà nước Ukraine cũng trích dẫn lại để đăng về cái việc tổn thất của nga và tất nhiên là trong lòng của phương Tây thì lại có một tí doping nó lên nó sướng đúng không ạ nó sướng bởi vì phương Tây là họ bài nga mà họ bài nga thì kể cả họ có đau nhưng mà họ thấy nga đau là họ sướng thế thôi quý vị cứ để ý nhé cái đất nước nào mà nó bị là nạn nhân của cái tệ nạn bài xích ấy, thì chỉ cần thấy đối thủ của mình nó đau thôi còn mình có đau bao nhiêu mình cũng chịu được đúng không quý vị đất nước nào cũng vậy không phải đất nước con người cũng thế thôi mình mà hận thằng nào ghét thằng nào ấy, thì chỉ cần nhìn thấy nó bị đau bị thương là mình sướng rồi mặc dù là mình cũng mất đúng không ạ mình mất hai tay nó mất một tay mình thấy thích còn nếu mà nó mất hai tay mình mất một tay thì thôi rồi đúng không ạ mình còn sướng như điên như vậy chúng ta thấy là cái bài xích nó rất nguy hiểm yêu ghét thì là một chuyện nhưng mà đến mức độ bài xích thì nó cực kỳ nguy hiểm đối với lại một quốc gia một con người cũng vậy và tôi tin chắc rằng nhé quý vị ạ Tôi tin chắc một điểm rằng là năm ngoái thời điểm này Ukraine đã chiếm được lại cái khu vực mà khắc cốp mà chúng tôi hay nói với quý vị tức là cả cái giải đất to đùng ở đây. Đúng không ạ? Và sau đó thì bản thân họ đã đưa chính họ lên mây xanh và thế giới cũng đưa họ lên mây xanh. Và bây giờ họ bị cảnh như ngày hôm nay nó thê thảm như ngày hôm nay là bởi vì họ đã đưa lên mây xanh. Đúng không ạ? Họ đã... À, coi đó là một cái sự sụp đổ quân đội Nga. Đúng không, quý vị? Và bây giờ họ lại lặp lại một cái sai lầm có khi còn quan trọng, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đó là họ nói Nga chỉ còn, họ đã mất tới 90% nguồn lực và đã tụt lùi quân đội của họ tới 18 năm. Đấy, họ chắc chắn là phải trả giá với cái này lớn hơn rất nhiều. Và chúng ta quay trở lại một năm nữa quý vị nhé. Chúng ta sẽ thấy cái trả giá của Ukraine nó diễn ra đúng như là đã lịch sử đã lặp lại. Có nghĩa rằng năm nay họ đang trả giá cho cái sự kiện này năm ngoái. Khi nói rằng là Nga bại binh như núi lở đúng không ạ? Và quân của họ thần thánh. Thế còn năm sau thì chúng ta sẽ thấy nếu họ trả giá thì cũng chính là cái số 90% này và 18 năm này. Bây giờ thì con số này nó được trích dẫn từ rất nhiều tờ báo rồi, kể cả CNN, New York Times, rồi Ukraine lại đăng lại, đúng không ạ? Đăng lại thì Mỹ lại lấy của Ukraine, rồi là đăng lại, rồi Anh lại lấy của Ukraine, đấy, rồi Ukraine lại lấy ngược lại để đăng lại, đấy, cái kiểu nó như vậy và chúng ta sẽ thấy là dần dần nó nhồi nhét vào cái tư tưởng của họ, đúng không ạ? Còn thực tế thì chúng ta biết một điều là vì người ta khó gọi vốn cho nên là đã có một cái đứa nào nó ngồi trong cái bàn giấy nó nghĩ ra một con số. Để nó bốc thuốc, đúng không ạ? Nhưng mà nó hơi quá chén cho nên nó bốc quá tay. Vâng như vậy chúng ta có một ngày à, sau sự kiện Putin à, à, trả lời phỏng vấn trực tiếp sau 2 năm thì à, nước Nga đã gửi rất nhiều quà à, độc quyền, quà kim gian, tên lửa siêu thanh cho Ukraine trên toàn à, lãnh thổ còn ở trên mặt trận thì phía nga tiếp tục tăng cường tấn công và đặc biệt ở khu vực phía uleda họ đã tạo được khá nhiều những cái đột phá và tiếp tục tạo được những bước tiến rất đáng kể ở cả những mặt trận zaporizhia, uh, adipka, đúng không? Madinka, và tiếp tục gây tổn thất cho ukraine ở mức độ khá cao ở khu vực lima cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị có một buổi trưa cuối tuần vui vẻ mạnh khỏe và tươi trẻ